Hello cả nhà mến yêu, mình đang ở cái đại lễ hội rước cộ ở khu vực Lái Thiêu, chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương nè cả nhà ơi. Đó, mình đang đứng trực tiếp lại rước cộ đi ngang qua nè, đó. Người ta đi diễu hành đó cả nhà. Mình có thể mình đi theo đoàn người này cũng được nữa, nhưng mà mình đứng đây mình đã quay cái đoàn người nó đi ngang qua thôi. Đó nè, múa nè. Oh yeah, hey, tuyệt vời. Múa. À, múa lần mới này là múa rồng nha. Múa rồng cả nhà thân yêu. Đó, quá dữ dằn. Đâu vô, vô. Chào chào. Hello. Năm nay năm rồng là vô như nước luôn. Quá dữ. Rồi. Rồng chào. Rồng chào. Ôi rồng đi lùi. Rồi, múa cờ kìa. Nè, chuẩn bị quay nè. Ôi lần. Ôi, qua đây coi cả nhà thân yêu. Quá dữ vậy. Phải chưa? Ôi, mình đứng ngay trung tâm luôn mới đã chứ. Không, bởi vì năm nay là lộc vô kênh 2GMTV. Vô cho những cô chú anh chị, các cô bác đã xem video này nha. Đó, con rồng nó chọn cái chỗ mà 2GMTV mình đang đứng quay á cả nhà. Đang đứng quay rồi nó vô, nó búa, nó lăn lộn y đùng. Đó, quá đẹp. Mồ hôi một cơ chảy đâu. Ôi. Lân màu xanh. Quá dữ. Nhảy theo nhịp giống đó nhà ơi. Lân ăn bánh không? Bán bánh không? Không. Bà nội quay có chừng rớt đó nha. Quay có hai ngón tay. Ô, người ta cho bùa kìa. Đó, búa rồng, búa cờ. Ủa vậy là đâu quay được cái sọt ha. Quá đẹp luôn á nha. Nay là ngon lành nè. Nay kênh 2GMTV được hưởng lộc của bà Thiên Hậu rồi. Đó, cái địa điểm này. Địa điểm tập trung để coi. Wow. Cổ vũ đây. Vỗ tay. Lùng vỗ tay đi. Ừ. Rồi. Cho người 10.000 20. Quá đã rồi, bên kia kìa. Đó, cả nhà bên kia bị chặn đường không cho đi. Ôi, múa tiếp. Ôi, hết hồn. Quá đã luôn cả nhà. Hy vọng là cái DJI Vlog mình quay là sẽ bắt được những cái khoảnh khắc rất là đẹp này. Đó, múa rớt mồ hôi mẹ, rớt mồ hôi con. Đó, lần là ô rồi. Đồng thiếu nhi. Đó, thiếu nhi tới kìa. Chớp, ôi, mắt chớp. Cho uống trà sữa. Đâu mẹ tính móc tiền để cho đúng không? Trời ơi, còn nó đóng ở dưới nữa kìa. Trời ơi, rồng này nó lên cao nó mới múa kìa. Cái gì? Lên cao nó múa kìa. Đâu, cái gì vậy? Ôi, rồng gì? Cốp lây. Này à. Mẹ hai con nó tới đầu nè, nó múa nè.
Thiệt không vậy? Thôi coi là coi đồng góp lay trước đi. Đồng góp lay kìa. Ê, đồng góp lay cho đi thầy. Đồng góp lay cho đi thầy, đồng đua tay ra. Nè, đua tay ra đi. Rồi đi rồi. Bởi vì con bánh phải nhắc nó mới. Đó kìa. Mặc đồ thầy xưa kìa, học đĩa kìa. Gớ gì vậy? Cả nhà được lì xì, được gia chủ lì xì lấy hên, mấy con rồng sẽ được lì xì. Đó kìa đó, lì xì cho ông địa quá đã. Hello, yeah. Chào, lùng chào ông địa kìa. Đó ông địa nhảy cho kìa. Còn một rồng biết đâu năm sau đi. Năm sau đi tiếp. Nè, phố đông kìa. Đổi ra tàu 10.000 hả? Rồng tới nữa. Năm nay năm rồng. Chạy dữ dằn quá. Phải có năng lượng chứ, đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, bây giờ nó cảnh phía trên là muốn quá trời nước luôn rồi. Mình chán luôn. Nè, tới ủa. Rồi, mệt. Nghỉ ngơi. Múa kìa. Né cho đồng bay. Quá đẹp cả nhà ơi. Năm sau lấy tiếp. Em đi bộ, tới. Rồi, hết rồi phải không? Xin vé của Thank you.
trên kia kìa. Nè, quan âm kìa. Quay cái thọ âm. Đây là cái đòn rước, kêu ông nội chụp à, đòn rước cộ à cả nhà. Ồ, Quan Âm Bồ Tát quá đẹp luôn cả nhà ơi. Trời ơi, nay Quan Âm Bồ Tát hạ phàm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quá đẹp. Mình lại gần cho bà nội cho mình. À, gia đình mình cũng tranh thủ chụp hình với Quan Âm. Có đòn cộ còn ở dưới cũng rất cái đòn người còn rất là đông ở dưới đó cả nhà. Trời ơi không nổi. Mặt ngọt. Thôi coi chừng nha. Mình lại mình quay cận cảnh Quan Âm Bồ Tát đó, đẹp quá. Em à, lại chụp hình cận cảnh đi. Đẹp quá. Hai em bé nè. Nay mấy em bé không gặp cận cảnh mấy em bé. Đó, giờ mình lại mình coi cái vũ đoàn Aerobic nhảy quá đẹp. Quá đẹp. Quá đều luôn. Mốt cho gia nhập với cho con mít với xài gia nhập nhé. Hello cô kìa, cô chào kìa. Đó, hello. Rồi đoạn múa ca vũ ca đại nhạc hội đi rồi cả nhà. Đó giờ cái đoạn
rước cờ đó em, hoành tráng gì chứ, rước cờ, rước cờ. Rồi đoạn trước đi cờ mới đi đi theo được, nguyên một cái hàng dài luôn, dài đằng đằng. Đó, cả nhà thân yêu, mình đang trên cái đường đi bút cua, đi theo đoạn luôn cả nhà, theo kiểu của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, đi theo đoàn của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát luôn cả nhà. Đang ở khu vực nào cũng biết, cả nhà thân yêu ở khúc Lái Thiều chắc biết cái đoạn này quá cả nhà. Đó, hàng ngàn hàng vạn các cái máy quay, máy điện thoại. Khúc này mát cả nhà. Quá đông, quay từ trên mình mới thấy cái sự đông khủng khiếp đó. Mình đi vô cho người ta có cái chỗ người ta chụp hình đó cả nhà. Đây là hết châu đi luôn. Rồi cả nhà thân yêu ơi, mình đã cũng quay rất lâu cả nhà, chi tiết cái khung cảnh của buổi rước cộ vào buổi chiều ngày 24/2/2024 ở khu vực Lái Thiêu, nhưng mà vẫn còn muốn nán lại để bắt lại những hình ảnh, có thể nói là một năm mới có một lần của cái lễ hội rước cộ ở khu vực Bình Dương cả nhà. Quá là động vui. Giờ mình sẽ đứng ngoài lề cái khu vực đi để nhìn ngược lại khung cảnh đông đúc của người dân khu vực Lái Thiêu, Bình Dương. Đó, mọi người nô nức nhìn ra. Mình đang đi lại cái cảnh đi lại cái cầu cả nhà. Mọi người đều hướng mắt về khu vực đi rước cộ hết á. Đoàn
đoạn cờ hồi nãy mình có thấy nè, bây giờ đã di chuyển rồi. Phía sau đoạn cờ còn có một cái đoàn đánh trống nữa, rất là dữ dằn. Khu vực này là khu vực phía bên phải mình về hướng cái cầu đó cả nhà. Ta ngồi đây coi lễ hội rất là đông vui luôn. Đó, đi len lỏi một ngày lễ hội rất là đông vui của người dân Bến Cát cũng như của người dân tỉnh Bình Dương luôn đó nha. Mình là người khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, cũng đổ về để xem khung cảnh rước cộ như thế nào. Họ người ta đứng bắt ghế. Khu này rất là mát luôn đó nha. Giờ người ta đã lấn ra hết gần hơn nửa sân rồi. Đoạn này là đoạn đoạn cờ hả sao nè, không có thấy nó dài quá. Sẽ đi về cái hướng cầu. Đây đây. Ồ, đánh một cái bon quá đã luôn. Đây là chiếc xe còn nữa không ta? Những chiếc xe chở vàng, chở những cục vàng, ngân lượng vàng. Đó, đứng vô chụp hình đã luôn. Cái nhà thân yêu. Giờ gia đình mình đang ở khu vực nào rồi? Lên đây đứng chụp hình thôi. Chỗ này trống nè. Đó, những chiếc xe vàng đi qua. Chiếc xe kia là chắc có thể là chiếc xe của cuối đoàn đó nha.
Cái nhà thân yêu ơi, chợ Lấy Thiêu. Chợ Lấy Thiêu nè cả nhà. Ngay trung tâm chợ Lấy Thiêu. Rồi nước cổ đi đang quẹo vô cả nhà. Trung tâm chợ Lấy Thiêu. Ở đây mình đứng thấy cái đoàn người đó. Đó, quá đông, quá vui. Thank you.